Chào mừng tất cả quý cô chú, quý anh chị, quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà đẹp giá rẻ em gái miền Tây nha. Wow, một siêu phẩm căn nhà thiết kế kiểu Pháp màu trắng tinh khôi rất là dễ thương. Nhà mới hoàn thiện. Vị trí căn nhà này là cách chợ Bình Chánh đúng 1 cây số trên đường bờ nhà thờ. Và căn nhà của chúng ta là với một cái diện tích là ngang. Chiều ngang là 4m7, chiều dài vô sâu á là tới tận 25 à. Và căn nhà của mình là hướng Tây Bắc, có 4 phòng ngủ nội thất tặng luôn, rất đẹp, rất dễ thương. Đứng chậm chậm 3 giây ngắm mặt tiền chút xíu của chú anh chị, màu trắng rất là dễ thương, kiểu Pháp rất là sang trọng. Nhà mình được có biển số nhà 1836 nha. Vị trí ở đây thì nó là thuộc Phước Lý, Cần Giuộc, Long An, nhưng mà nó là gần ở Bình Chánh, 1 cây số của chú anh chị. Đây, nhà xây kiểu biệt thự Pháp rất là sang trọng, mặt tiền đường đan, đường ô tô vào tới tận nơi, đường 4m. Cô chú anh chị ơi, điều đặc biệt của căn nhà này thì trong một cái khu phân lô đang trong quá trình xây dựng mới mốt quá, thì nhà mặt tiền nó sẽ mọc lên rất là nhiều. Khu vực ở đây thì nhà cũng nhiều nè. À, không có vắng vẻ nha cô chú anh chị. Tại vì khu này hiện tại là mới xây đúng có một căn duy nhất thôi. Nên bên công trình, bên nhà đất Tâm Việt sẽ đưa ra một mức giá hơn 3 tỷ. Chính xác là 3 tỷ 3. Còn thương lượng sổ hồng riêng đất full thổ cư. Vừa rộng, vừa dài, vừa đẹp, siêu to. Hướng Tây Bắc 4 phòng ngủ ở 5-6 thành viên. Nhìn nhìn nó lạ lạ mà nó cũng sang. Được cái là mới xây dựng công trình đầu tiên chứ có một căn nó hơi còn buồn. Nhưng mà thực sự dân cư ở đây mặt tiền đường thì cũng có nhà dân nè. Và khu này chúng ta được cái mỗi mốt nó cũng xây dựng nhà rất là nhiều. Khu này đang phân lô sẽ cho một căn nhà nằm ở đây. Thì cũng đông dân cư đó cô chú anh chị, nên cô chú anh chị đừng lo, không buồn, không vắng vẻ đâu. Ở đây là đường bờ nhà thờ cách chợ Bình Chánh có 1 cây số. Ở đây là công trình bên mình đang chuẩn bị xây dựng ha. Nhà mỗi mốt mọc lên rất là nhiều luôn. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng em tiến sâu vào bên trong để mình tham quan tổng quan chi tiết căn nhà. Nhà xây dựng một mình thì riêng lẻ, tường riêng, móng riêng, nền móng thì kiên cố ép cọc bê tông, điện nước có sẵn luôn. Nhà xây dựng theo kiểu biệt thự của Pháp màu trắng sang trọng. Thấy cô thấy cái cột thôi là cô chú anh chị biết nhà chất lượng như thế nào. Nhìn thấy cái cổng thôi là cũng biết là đủ sang trọng và đẳng cấp ra sao. Oh, rất là dễ thương ha. Với một cái cổng quá là sang mà nặng nề luôn. Trời ơi, nó đẹp cực kỳ luôn cô chú anh chị. Sân đậu xe ô tô 7 chỗ luôn. Ở đây có được một cái mảng để chúng ta trồng cây xanh, có đèn phết tán sân vườn. Nhưng mà bên em thì chưa có trồng kịp những mảng cây xanh để quay phim cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mai mốt em bổ sung sao ha. Ở bên đây thì cũng có đèn phết tán sân vườn rất là đẹp luôn nè. Mặt diện phía trước căn nhà chúng ta độc lạ ha. Kiểu cũng rất là dễ thương, sàn chống trơn trượt đó cô chú anh chị. Mà căn nhà chúng ta thì sẽ có hai lớp cửa. Cửa bên ngoài là lớp cửa cuốn nè, bên trong thì lớp cửa kính. Và căn nhà thiết kế hiện đại sang trọng, đẹp mắt và độc nhất năm 2023. Với thiết kế quá đẹp luôn. Nhà tặng nội thất cực kỳ xinh, với mức giá thương lượng mạnh mẽ nha. Cô chú anh chị xem mà thấy thích, ưng ý, từ mẫu thiết kế cho đến tài chính cứ liên hệ tại kênh Nhà đất Tâm Nguyệt để được tư vấn thông tin chi tiết cho mình luôn ạ. Thì căn này mới xây dựng có một mình anh, có một căn thôi. Nó còn hơi vắng nên giá bên em đưa ra hợp lý. Và mai mốt những công trình sau này xây dựng tiếp tục nữa thì dân cư hơi bị đông nghe cô chú anh chị nha. Thì lúc đó giá chắc cũng mắc chứ không có như là mức giá hiện tại đâu. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng em ngắm nha. Đây là mặt dựng phía trước, trần thạch cao nè, có một cái đèn led rất là sang trọng nè, tặng luôn bộ nội thất quá sang luôn. Cô chú anh chị thấy bức tranh lụa nè, đồng tiền vàng nè, rất là may mắn nè, sang trọng nè ha, đẹp nè, đẳng cấp luôn, kiểu Pháp thì rất đẹp rồi đó. Thì bên em thì thường hay quay nhựa về giới thiệu những căn nhà mới độc lạ sang trọng ha. Thiết kế thì không gian mở. Với căn nhà này nội thất đã vào hết cho mình từ những cái ốp nhựa tường PVC điểm nhấn. Và trên mỗi trụ cột có đèn. Ở đây bức tấm hình có những cái bức tranh lụa. Và ở bên đây thì chúng ta có những cái kệ tủ cầu thang.
có bộ ghế để chúng ta ngồi nè, và một cái quầy bar ở đây để ngăn cách giữa phòng bếp nè, và một cái không gian mở nè, đèn thì treo lủng lẳng lấp lánh quá trời luôn nè, có camera lắp sẵn luôn, quá tuyệt vời. Một căn nhà đầy đủ công năng tiện ích nè, không thiếu thứ chi, chỉ thiếu money. Cô chú anh chị nha, trời, cô chú anh chị xem thấy hợp vị trí đường đi, giá cả phù hợp tài chính túi tiền, cứ liên hệ tại kênh Nhà đất Tâm Nguyệt để được xem nhà thực tế nha. Ở đây thì có đèn led trải dài luôn nè, tủ bếp trên tủ bếp dưới rất là đẹp luôn ha. Và ở đây là mặt đá bóng kính nè, mình xây bằng gạch nè, rất là kiên cố luôn. Rồi bồn inox cao cấp luôn nè, quá tuyệt vời. Ở đây thì được cái có cái phòng ngủ ở dưới nè, phòng ngủ ở dưới, ở trên thì có đèn, đèn trần, đèn lon, đèn led, đèn ngủ, cửa sổ. Và cái điều đặc biệt nữa cô chú anh chị mình ơi, ở đây tất cả những công tắc đều là cảm ứng hết này. Cảm ứng thì khi chúng ta chạm vào là được bật đèn lên, chứ không còn bật công tắc ngày xưa nữa, nó thiết kế hiện đại hơn. Ở đây thì chúng ta để máy giặt nè, nó đầy đủ nè, ốp gạch full nè, kiểu sân vườn nè, họ nhìn nó đẹp ha, nó sang, và mình để như vậy nó bền, không có sơn. Sơn thì nhiều khi lâu năm mình sợ tróc sơn, chứ mình xài cái này là thiệt hoài luôn á cô chú anh chị. Ở bên đây là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh của chúng ta thì có đầy đủ những công năng tiện ích cho mình nè, đó, bồn cầu, gương, vòi tắm, hoa sen đầy đủ, trần thạch cao, ốp gạch full từ dưới lên trên nè, đó, đầy đủ tiện ích và công năng luôn. Nhìn căn nhà nó đẳng cấp, nó sang trọng, đáng với đồng tiền, đáng với số tiền mình đưa ra. Người ta nói là tiền nào của nấy ha, đó, nhà cao cấp khác đặc biệt, nó sang, nó đẹp đúng nghĩa luôn cô chú anh chị. Rồi xin mời cả nhà cùng em lên lầu để mình xem tiếp tục chi tiết ở phần bên trên lầu ha. Thì em thấy cái phần không gian ở phía dưới này nè, nó đẹp mắt rồi đó, nhìn nó kết cấu nó dễ thương, sang trọng và thoáng rồi đó cô chú anh chị. Cầu thang thì đi lên cũng rất là nhẹ nhàng, tam cấp thì không có cao cho lắm đâu ạ. Bật màu trắng, màu đen, nó cũng hợp với phong thủy của chúng ta. Rồi, và trên đây là một cái không gian mở. Đó, wow, khi mà chúng ta bước lên cầu thang, cái điều đặc biệt là trên cầu thang bậc tam cấp của chúng ta sẽ có một cái đèn led. Chỉ cần em bước lên, bước xuống thôi, là nó tự động, nó phát sáng. Căn nhà này có thiết kế cầu thang có đèn led, cô chú anh chị mình nhìn thấy nha. Nó rất là sang, nổi bật căn nhà của mình luôn. Và mặt đá bóng kính màu xám thắm đẹp đẹp nha. Nhìn căn nhà của chúng ta sẽ có thể là sạch sẽ. Và mình có thể làm để đây một cái căn phòng khách ở đây, phòng thờ ở đây nè. Đó, đèn thì cảm ứng rồi ha, rất sang rồi. Nhà vệ sinh ở bên trong, phòng ngủ đầy đủ tiện ích cho mình, đường đường điện nè, âm tường, đường ống máy lạnh nè, lắp sẵn nè. Đây, nhà vệ sinh nè, cũng rất là sang trọng nè. Rồi phòng ngủ thì có cửa sổ nè. Đó, em quay tổng quan chi tiết rõ ràng để cho cô chú anh chị từ từ chiêm ngưỡng, trải nghiệm nha cô chú anh chị mình nha. Đây, quá tuyệt vời. Không gian rộng rãi, một căn nhà thoáng mát, mặt tiền đường cao cấp luôn, khu dân cư đông, gần chợ Bình Chánh chỉ có một cây số mà thôi. Những quý khách hàng nào đang có nhu cầu tìm nhà ở thì cứ liên hệ đến Nhà đất Tâm Nguyệt em gái miền Tây để được tư vấn thông tin chi tiết cụ thể chân thật cho mình luôn. Từ những cái cửa thôi mà cũng đẹp nữa nè, bằng gỗ có nhấn chỉ vàng. Bên trong nhà vệ sinh thì với một căn nhà có ba nhà vệ sinh, bên trong phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong như thế này thì đều quá tuyệt vời cho chúng ta sinh hoạt. Nhìn đẳng cấp, nhìn sang trọng, với nó mới xứng đáng số tiền là 3 tỷ 3. Và giá này là mức giá đầu tư, giá F0 bên em bán ra cực kỳ rẻ, giá này còn thương lượng cho những khách hàng mua ở, mua đầu tư, mua ở lâu dài. Với một căn nhà mới xây, có một căn thôi nha cô chú anh chị. Nhìn nó hơi, mình cảm giác nó hơi vắng, nhưng mà đường là đường ô tô nè, đi qua đi lại nè, đó. Nhưng mà được cái là dân cư thì rất là đông đúc ha. Xung quanh đây bên em sẽ cho xây dựng tiếp tục gần cả chục căn nữa. Và sau này nó sẽ rất là đông luôn, đông dân cư luôn. Nên quý khách không lo sợ vắng vẻ hay buồn bã đâu ạ. Rồi, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, quý khách hàng nãy giờ đã xem hết
tổng quan chi tiết của căn nhà. Nếu mình thấy thích cái mẫu nhà kiểu Pháp và đúng ý thích, đúng gu của mình, hãy liên hệ ngay và gấp và liền để gặp em gái miền Tây, tư vấn chân thật rõ ràng, gửi sổ cho mình xem, giá cả thì em đã báo rồi. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Chúc tất cả quý khách hàng trên mọi miền đất nước, trong và ngoài nước ha. Và hiện nay thì em gái miền Tây, thương hiệu mạnh mẽ đã có mặt trên mọi mặt trận tổ quốc, như là ở Mỹ, Pháp, Canada và Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc. Tất cả những khách hàng Việt Kiều đã tìm đến em mua nhà rất là nhiều. Chúng ta tuy ở nước ngoài, mua nhà nước ngoài rất là nhiều, nhưng mà đôi lúc mình bỏ quên đi, Việt Nam chưa có nhà, thì hãy nhớ đến nhà đất Tâm Nguyệt em gái miền Tây để em hỗ trợ quý khách mua nhà. Mặc dù mình ở xa, nhưng em cũng có thể hỗ trợ mình mua được căn nhà tại Việt Nam với một cái phương châm làm việc uy tín, chất lượng đặt lên hàng đầu. Đó, mong rằng quý cô chú anh chị chỉ cần cho em một cái niềm tin là uy tín của bên em sẽ hỗ trợ tất cả quý khách hàng, làm cho quý cô chú anh chị hài lòng. Cảm ơn rất nhiều. Chúc quý cô chú anh chị thật nhiều may mắn nha.